Rất vui được gặp lại các bạn trong một video giới thiệu sản phẩm của cửa hàng ThinkPro. Và ngày hôm nay ở trên bàn mình là chiếc HP EliteBook 840G6. Và đây là chiếc laptop mới nhất của HP trong cái dòng máy cao cấp văn phòng dành cho những cái môi trường doanh nghiệp. Rồi, và chúng ta sẽ đi đến với chiếc máy này. Đây là một chiếc máy được hoàn toàn được thiết kế bằng kim loại nhôm và nó có một màu trắng. Thì đây chính là cái điểm khác biệt so với hai hãng khác, đó là Dell và Lenovo. Với Lenovo thì chúng ta có dòng ThinkPad màu đen, huyền thoại và nó cũng không được làm bằng kim loại. Và Dell cũng vậy, nó cũng chỉ có màu đen, màu tối màu mà thôi. Còn HP đây chính là điểm khác biệt. Và nếu như các bạn là fan của những chiếc máy có vỏ bằng kim loại và tông màu sáng mà lại thích dòng laptop cao cấp để làm việc thì HP EliteBook 840G6 chính là sự lựa chọn trong năm 2019 cũng như năm 2020. Rồi, chiếc máy này thì có thiết kế rất là đơn giản thôi. Nó sẽ có một cái thiết kế phẳng và nhìn rất là nam tính, với cái logo HP được thiết kế ở phía trên, chính giữa. Ở phía dưới thì chúng ta sẽ có những cái bốn cái chân cao su để tránh tiếp xúc với mặt bàn, được làm rất là tỉ mỉ với những cái lỗ thông gió ở đây. Và điểm qua cổng kết nối của chiếc máy này thì chúng ta sẽ có bên cạnh trái là chủ yếu, với một cái cổng USB Type-C chuẩn Thunderbolt 3 này, có thể xuất ra màn hình 4K hoặc là truyền dữ liệu tốc độ cao. Tiếp theo là một cổng RJ45, cổng mạng, cổng HDMI và cổng HDMI và một cổng USB Type-A nữa. Đây là jack combo mic và tai nghe. Còn đây là cái cổng SIM. Đặc biệt trên những cái chiếc máy business ấy, thì các bạn có thể lắp SIM vào và sử dụng mạng 4G như những chiếc điện thoại di động. Tuy nhiên những chiếc máy của các bạn cần phải lắp một cái cạc quang nữa ở bên trong, đó là cái option. Rồi, bên cạnh trái thì chúng ta sẽ có một cổng USB Type-A và một khe thoát nhiệt. Việc bố trí các cái cổng kết nối cũng khá là hợp lý, bởi vì chiếc máy này mỏng nhẹ, chúng ta sẽ khó mà bố trí ở các cái mặt sau được. Và cái khe thoát nhiệt được bố trí ở cạnh trái giúp cho cái việc sử dụng chuột ở tay phải của chúng ta được thoải mái hơn. Rồi, và khi mở máy ra thì chúng ta sẽ có một cái chiếc máy có màn hình là 14 inch. Chất lượng màn hình của chiếc máy này thì đạt rất là cao, mặc dù đây không phải là một chiếc máy dành cho dân đồ họa, tuy nhiên nó có độ phủ màu lên đến 94% sRGB và đặc biệt là độ sáng trên 444 nit, thì nó có thể sử dụng được những cái môi trường, kể cả những môi trường bên ngoài với ánh sáng mạnh thì nó đều hiển thị cho chúng ta một cái hình ảnh rất là rõ ràng. Độ phân giải thì là Full HD và có cái tấm nền là tấm nền nhám, nó không bị chói giống như những cái tấm nền gương. Đây là những cái điểm thường thấy trên những cái chiếc laptop business. Về cái thiết kế của màn hình thì chúng ta sẽ có cái cụm camera phía trên, vì vậy là cái viền phía trên nó sẽ hơi dày một chút. Cụm camera này thì có thể đóng và mở bằng cái khóa vật lý rất là an toàn. Thì đây là cái option gần như là bảo mật tối ưu dành cho cái những doanh nhân, những người sử dụng chiếc máy này. Phía dưới chúng ta sẽ có một cái viền màn hình cũng khá là dày. Viền màn hình hai bên thì được làm mỏng. Còn ở phía dưới thì chúng ta sẽ có một cái bàn phím với layout cũng rất là quen thuộc của HP. Những phím mũi tên thì vẫn được làm bé để đảm bảo cái layout vuông hình chữ nhật cân đối của HP. Ở phía trên thì chúng ta sẽ có một cái giải loa đến từ Bang & Olufsen. Giải loa được làm cũng rất là cầu kỳ theo cái họa tiết may da. Đấy. Mọi chi tiết trên chiếc máy này thì được HP làm rất là cầu kỳ, mặc dù đây là một chiếc máy hướng đến những cái đối tượng là những đối tượng làm việc. Phím nguồn cũng vậy, chúng ta cũng được cắt kim cương và mạ chrome sáng bóng. Ở phía dưới chúng ta sẽ có một cái trackpad. Trackpad này thì là clickpad và nó được phủ một lớp kính giúp cho cái cảm giác di chuyển mượt mà hơn, và sử dụng cái driver là position trackpad. Rồi, và tiếp theo thì ở đây có một cái option, đó là cảm biến vân tay một chạm rất là nhanh. Đó là những cái gì mà chúng ta nhìn thấy được ở bên ngoài và cái chất lượng hiển thị. Còn về cấu hình của con máy này thì nó sử dụng cái con chip tiết kiệm điện 8265U, có cái 4 nhân và 8 luồng, vì vậy nó có thể sử dụng được những cái tác vụ văn phòng hạng nặng. Có nghĩa là những cái tác vụ phức tạp hay những bảng tính phức tạp thì con máy này hoàn toàn đáp ứng được. Cái điểm nổi bật của cái chiếc máy HP EliteBook 840G6 này là cái khả năng nâng cấp của nó, là nâng cấp được 2 khe RAM. Có nghĩa là các bạn có thể sử dụng được tối đa là 32GB RAM và khả năng nâng cấp ở cả ổ cứng mặc định của chiếc máy này là 256GB SSD và các bạn có thể nâng cấp được nhiều hơn rất là nhiều. Đó là lợi thế của chiếc máy EliteBook 840G6 hay là những chiếc máy mà hướng đến cái đối tượng là làm việc. Thay vì nó quá mỏng nhẹ chúng ta sẽ không nâng cấp được RAM, không nâng cấp được ổ cứng và bị hạn chế rất là nhiều, hay là những trải nghiệm nó sẽ không được tốt. Còn về cái chiếc máy này, chúng ta nâng cấp được hiệu năng máy tốt, cũng một cấu hình như vậy. Và cái điểm nổi bật nữa mà mình muốn nói đến các bạn, đó là cái khả năng tản nhiệt và cái trải nghiệm khi mà sử dụng.
thì nó cũng rất là tuyệt vời. Nó có một cái nhiệt độ tốt giúp cho hiệu năng sử dụng nó ổn định hơn những chiếc máy mà quá mỏng nhẹ. Đó là lý do vì sao mà HP hay các hãng khác thường đưa ra những cái chiếc máy có kích thước khác nhau nhắm đến những cái đối tượng thị trường ngách, những đối tượng nhỏ khác nhau, thay vì là đưa ra một chiếc máy tầm trung trung. Còn nếu như các bạn quan tâm hơn về cái thiết kế, quan tâm hơn về cái sự mỏng nhẹ thì có thể tham khảo cái dòng HP Elitebook Folio, hoặc là các bạn mà có cái nhu cầu mà máy mạnh hơn, khủng hơn, xử lý những cái công việc phức tạp hơn thì các bạn lại quan tâm đến những dòng HP ZBook G series của HP, thì đó là những cái mẫu máy có cái nhu cầu đối tượng khác cái chiếc máy này. Và trên đây là cái video mình giới thiệu qua về chiếc HP Elitebook 840G6. Hy vọng nó hữu ích với các bạn, và nếu như các bạn muốn trải nghiệm chiếc máy này thì hãy đến hệ thống cửa hàng ThinkPro, và hệ thống cửa hàng thì luôn luôn trưng bày những chiếc máy để các bạn dùng thử. Nếu như các bạn cảm thấy phù hợp thì các bạn có thể chọn và sử dụng cho mình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.